chí đăng video không phải để thả thính, mục đích chính là để fan thả tim. Ai hi, năm 2022 vừa qua, bạn thấy TikTok là mạng xã hội thế nào? Vui vẻ, gây nghiện, lướt là dính như keo dán không rứt tay ra được phải không? Ngoài những kiến thức thông tin bổ ích thì TikTok cũng có những trend xấu mang tính tiêu cực đấy. Để hướng tới 2023 tươi sáng, trí tuệ hơn, Nhanh Trí đã dày công tổng hợp để chúng mình cùng ngồi nhìn lại trong video đặc biệt cuối năm này, độc lạ và duy nhất, đừng bỏ lỡ một giây nào nhé. Ok, let's go. Ô, giai điệu này có vẻ rất quen mà cũng rất cháy đó nhở. Bạn còn nhớ tên của nó không? Let's go baby, xin chào đồng chí, hay được rồi đi thôi. Ôi trời, bạn nào mà trả đúng câu này cơ chứ. Một trong những câu nói hot trend TikTok năm 2022 là được rồi đi thôi và đồng chí tờ linh lên đồ. Đây là một kiểu trend biến hình như là từ cóc ghẻ hóa thiên nga đi chơi Tết ý. Thật chứ, hồi trend này rộ lên đi đâu mình cũng nghe thấy. Lướt từ Facebook hay TikTok cũng thấy. Ta nói, giới trẻ làm dancer hết hay sao á? Được rồi đi thôi. Đồng chí tờ linh lên đồ. Mình nhận lệnh xuống từ trên bộ. Thế nhưng bạn sẽ còn sai sót hơn khi bỏ qua chiếc trend quốc dân sau đây đấy. Nào, hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống nhé. Và cụm từ còn thiếu đó là phải làm sao, không chịu đâu, phải làm sao, hay đáng yêu quá đi, phải làm sao nhỉ? Trời ơi, dễ ợt à, một nốt nhạc là xong ngay. Thì mình quá lớn câu rồi, phải làm sao, tổng cầu thấy vậy có được không, phải làm sao. Đó đó, vậy đáp án chính xác là phải làm sao đúng không? Vì Nhanh Trí quá thích fan rồi, phải làm sao, thì fan mau mau tham gia ngay group Facebook của Nhanh Trí để giao lưu với nhau lấy hên đầu năm đi nào. Nhanh Trí thì thích trend này cực, dùng đi thả thính cross bao vui, còn dính thính hay không là chuyện của ông trời nha. Bạn nào mà cũng như Nhanh Trí thì đừng quên thả cho tôi một like nhé. Tiếp theo là một trend vô cùng xúc động nè, có thể khiến bạn muốn khóc dù đang cười. Nào, cùng lắng nghe và đoán xem là trend bài hát gì nhé. Đời như cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhất. Ô, là bài Đi để trở về, về nhà ăn Tết hay chỉ muốn về nhà đây? Rồi, bạn còn ở nơi xa nào vậy? Đã nhớ gia đình chưa? Những người con xa nhà vô cùng mong ngóng được về bên vòng tay ba mẹ. Và ba mẹ ở nhà cũng như gia đình cũng mong mỏi bạn y như vậy đấy. Trên TikTok, đây là một trend ý nghĩa. Có nhiều anh chị đi học, đi làm bên nước ngoài trở về gia đình bất ngờ, làm ba mẹ òa khóc, làm Nhanh Trí mỗi lần xem mà thấy thật sự xúc động, muốn chạy về ôm ba mẹ ngay lập tức, dù không ở quá xa nha. Còn bạn thấy thế nào? Muốn khóc thì cứ khóc đi nhé. Và sau khi xem video này thì nhớ đến ôm ba mẹ một cái nghe. Tiếp theo là một trend xem cái muốn đi ăn cỗ luôn và ngay nè. He he, cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối. Mà không cần chú rể đâu, bạn vẫn làm cô dâu được đó bằng trend này. Và ai đã biến hình rất ấn tượng nhỉ? Lê Bống, Võ Thành Ý hay Linh Ca? Để nói về độ lầy, nhây như sợi dây cắt hoài không đứt thì ai mà bì được với Võ Thành Ý cơ chứ? Đây là trước khi hóa trang nè. Còn đây chính là sau khi hóa trang. Trời ơi, sốc thị giác thật đó. Trước là ở đợ nhà phú ông, sau là thiên kim làm dâu nhà giàu hay sao? Ôi sổi ôi, 10 điểm sáng tạo cho anh ấy nha. À, mà cộng thêm 10 điểm xinh đẹp nữa nhé. Hóng Cám ra thêm video hài vui chiều fan nữa nè. Có bạn nào là fan của anh Cám không? Nhớ comment xuống bên dưới và like cho anh ấy nữa nhé. Còn bây giờ, dù bạn không thích số 5, nhưng bây giờ sẽ là câu hỏi số 5 một trend siêu hot ngay trong tháng 12, 2022 vừa qua đó. Bạn biết ông thương không? Ơ thương nào? Thì là thương ấy. Bạn hãy điền từ còn thiếu phía sau nha. Ơ, thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàn. Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàn. Mỗi lần nhìn con đỏ sáng, bông vàng ngày hóa cho ta. Chà, tấm thân này mà cơ hàn thì Nhanh Trí phải gọi là cơ gì đây? Giới trẻ bây giờ sáng tạo quá trời luôn đó. Chơi chữ ngay cả trong trend TikTok rồi mượn từ câu nói tới bài hát luôn. Quá đỉnh của chóp, học văn mà cũng đỉnh như này thì có phải tốt không? Sau đây mới gọi là đặc biệt nè các bạn ơi. Nhanh Trí sẽ biến hình với hiệu ứng ảo diệu hóa trang thành nhân vật game hot nhất đầu 2023 nè. Hi hi, bạn nghĩ rằng Nhanh Trí sẽ là hình tượng nào sau đây nhỉ?
trí đây hả? Nhanh trí này nhìn lạ ghê, khác hẳn nhanh trí này. Đến mình còn không nhận ra chính mình nữa kìa. Nên bạn nào sai thì chớ có buồn nhé. Chuyện thương như ở huyện thôi mà. Ai đu trend này rồi thì comment mình hóng hớt với nào. Hoặc gửi video cho nhanh trí qua nhóm Facebook nhé. Còn đây là trend nào nhỉ? Đảm bảo nghe cái nhận ra trong vòng 3 giây nè. Ok, thời gian đoán dành cho bạn rồi. Quá quen thuộc rồi, sai đi đâu được cơ chứ. Điệu nhảy của chị Tư bị lép vế khi được bàn tay thinh cover rồi đây. Thấy tay dẻo không chứ lĩ, khớp nhạc không chật nhịp nào cái kìa. Đấy đấy, đang nhảy sung cực thì phát hiện ra đây là tay của anh ấy chứ không phải bàn tay thinh trong phim đâu nha. Vì sao anh ấy làm được như thế thì dễ lắm các bạn ơi. Đầu tiên, bạn dùng băng keo xanh quấn phần cánh tay lọt vào trong khung hình, sau đó dùng Photoshop xóa phông xanh của cánh tay là xong. Ta-da, quá tuyệt vời phải không nào? Bạn nào muốn xem kỹ hơn thì nhanh trí có để tên ở trong video đó. Các bạn nhớ vào kênh TikTok để học hỏi thêm nhé. Ngoài ra còn có nhiều kênh TikTok, nhiều video giải trí tràn lan trên mạng khác, bao gồm cả những thông tin độc hại, các bạn nên tỉnh táo lựa chọn xem thì còn nhiều kênh TikTok mang giá trị lớn như thế này. Bạn muốn biết anh ấy là ai không? Cùng nhanh trí đoán nhé. Cao Cường Vũ, kiến thức vô hạn hay sự thật lạ lùng vậy? Mình chắc chắn rằng 100% các bạn cứ bị nhầm lẫn tên của kênh là sự thật lạ lùng đúng không? Nhưng đó chỉ là lời chào mang màu sắc riêng của TikToker Cao Cường Vũ thôi nha. Anh ấy là TikToker đời đầu của dạng video kiến thức trên Facebook, nhưng không phải những kiến thức đời thường mà là những sự thật thú vị ít người biết đến. Thú thật là nhanh trí cũng học và tham khảo được nhiều ý tưởng video hay ho từ anh ý đấy. Quá tuyệt vời phải không nào? Nhân đây thì nhanh trí xin cảm ơn anh Cao Cường Vũ nhé, nếu mà anh có nghe thấy. Tiếp đến là hàng loạt TikToker vô cùng đình đám và làm mưa làm gió trong làng TikToker Việt Nam của năm 2022 vừa qua. Bạn có biết ai được cư dân mạng ví như Lisa Blackpink của phiên bản Việt không? Việt Phương Thoa, Xin Bùi Thảo Ly hay Lê Thị Khánh Huyền? Chắc chắn rồi, cô nàng Xin Bùi Thảo Ly ngày càng có dấu hiệu hot TikTok. Xin thu hút lượng fan khủng nhờ gu ăn mặc thời thượng, phong cách cá tính trẻ trung và đặc biệt là khả năng sáng tạo vũ đạo cực đỉnh, cực cháy. Idol của cô nàng là Lisa của nhóm nhạc Blackpink nên Xin thường make up và ăn mặc giống thần tượng. Tuy thế, với danh xưng này thì Xin đã phản ứng ngay với cộng đồng mạng. Bạn nghĩ rằng Xin Bùi Thảo Ly đã phản ứng như thế nào vậy? Vui vẻ đồng ý, khóc lóc từ chối hay viết status lên tiếng khá căng? Ồ, trước lời khen của cộng đồng mạng, cô nàng không còn vui vẻ như trước mà nổi đoá viết status khá căng. Tôi không phải Lisa Việt Nam, thì tôi nói tôi không phải Lisa Việt Nam là lời khẳng định đầu tiên của Xin. Cơ mà mình thật thắc mắc sao chị ấy bỗng dưng nổi giận đến vậy? Do áp lực vì biệt danh Lisa Việt Nam quá lớn hay vì bị anti-fan công kích nhỉ? Thương quá đi, chị ấy tài năng và xinh đẹp như vậy mà. Drama đến đây đủ rồi, mình chuyển sang câu tiếp đi nhé. Đây đây, là video này nè. Bạn đoán rằng anh đầu bếp ấy đang làm thịt con cá gì vậy? Cá mập, cá ngừ hay cá hồi? Ồ, một màn trình diễn quá pro, xem cứ phải gọi là bánh cuốn mà lại còn bổ ích nữa chứ. Xem cái thấy anh ấy khéo léo quá trời, nhìn lại mình phận nữ nhi mà chỉ biết úp mì rán trứng xào rau cũng hổ thẹn xíu xiu. Cơ mà chẳng sao, trước video này sẽ tiếp thêm động lực cho bạn nào muốn làm đầu bếp trong tương lai. Nhưng trước đó, hãy comment món ruột bạn nấu ngon nhất đi. Hí. Còn đây là TikToker nào mà biểu cảm sâu sắc thế nhỉ? Ôi trời, chiếc biểu cảm này phải gọi là deep của deep luôn. Cô bé này là chủ sở hữu của tài khoản TikTok An Nhiên Bối Bối. Bạn có thích Bối Bối không? Từ nãy đến giờ chưa like thì nhớ like cho Bối Bối nhé. Còn ở vị trí số 13 là bí mật sắp được bật mí đây. Không phải là trend nhưng lại hot dần dần trong top 3 trending đầu 2023 nè. TikToker xinh đẹp nào lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi vậy? Wow,
Nếu bạn lướt TikTok trong những ngày qua thì chắc chắn sẽ thấy nữ TikToker xinh đẹp Lê Thị Khánh Huyền vừa theo chàng về dinh vào đầu năm 2023. Video cô dâu mặc áo cưới đỏ rực tung ta tung tăng bên giàn phụ dâu hot girl đã nhanh chóng dậy sóng kia kìa. Wow, tiếp theo là anh chàng TikToker nào đấy mà được ba mẹ hỗ trợ nhiệt tình thế? Bạn biết anh ấy không? Ôi trời, dân chơi top top sao mà không biết được cơ chứ? Anh ấy chính là Kiệt Hà Tịnh nha. Trời ơi, sướng không ai bằng. Ở nhà bật cam đu trend mà còn được bố đứng giúp thả tiền bay bay như này. Rồi mẹ thì đứng một góc xem xét góp ý nữa chứ. Cốc cốc cốc, Tết rồi đó. Năm vừa qua, có những gì? Bố có chưa? Cốc cốc cốc, Tết rồi đó. Yeah, đây là TikToker nào các bạn nhỉ? Everybody say yeah, đó là chị Trà Đặng. Cốc cốc cốc, Tết rồi đó. Năm vừa qua, có những gì? Bố có chưa? Không hổ danh là nữ TikToker nhiều follow nhất nhì Việt Nam. Chen Tết cái là bắt liền tay, nhìn thì cũng dễ thương đó. Tết đến mông rồi, còn thời gian các bạn nhớ rủ bạn bè đu trend này nghen. Và đừng quên khoe với mình trong nhóm fan nhanh trí. Giờ thì bye bye thôi nè.